Tối qua, chuỗi sự kiện đại nhạc hội quy mô tại khu viên rộng 14 hectare của công viên Vinhome Central Park đã khởi động, phục vụ đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chào đón chặng đua công thức 1 VinFast Việt Nam Grand Prix sẽ diễn ra vào tháng 4 tới. Khách tham dự vào cổng hoàn toàn miễn phí và được hòa mình vào không khí lễ hội giải trí của một sự kiện F1 thu nhỏ với hàng loạt các hoạt động thử sức với các trò chơi đua xe trên đường đua mô phỏng 3D, thử thách phản ứng nhanh, đua xe điều khiển trên mô hình. Đêm nhạc với chủ đề Go Việt Nam Now có sự biểu diễn của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.